Sự thật vang đóng chai tại Việt Nam kém chất lượng. Những clip về cảnh mà đóng rượu vang bằng tay đang làm cho người Việt, cả người nước ngoài cũng đang suy nghĩ rằng ở Việt Nam luôn luôn là đóng chai vang bằng kiểu thủ công giống như vậy. Và với những chai rượu vang mà đóng thủ công như vậy không thể nào mà đảm bảo được chất lượng để bảo quản cũng như sử dụng vang trong thời gian lâu dài. Vang đóng chai ở trong nước thường thì nó sẽ được chia ra làm hai cách. Cách đầu tiên đó là các nhà sản xuất sẽ nhập nước nho từ các nước về và chế biến ngâm ủ theo cách riêng của mình. Thường cái cách này được áp dụng từ khoảng 15 năm trước và đến thời điểm hiện tại vẫn còn một số công ty trong nước sản xuất theo cách này. Trong thời gian khoảng 3-4 năm trở lại đây, một cái cách làm mới được phát triển đó là các nhà máy sẽ nhập nguyên liệu thành phẩm từ các nước như Chile, Ý, Pháp về Việt Nam và họ chỉ có làm một việc là chiết chai và đóng gói thành phẩm, dán nhãn và bán ra thị trường. Các cái nguyên liệu nhập ở đây gọi là nước ready to bottle, tức là nước sẵn sàng để đóng chai. Các nhà máy không can thiệp bất cứ một yếu tố gì trong quá trình đóng chai này cả. Họ sẽ đảm bảo rằng cái chất lượng nước khi nhập khẩu về và vô trong chai là không thay đổi. Vì vậy, chai vang đóng chai làm theo cách thứ hai này sẽ đảm bảo được chất lượng cũng như là bảo quản nhờ cái máy móc trang thiết bị hiện đại giúp cho chai vang đóng chai trong nước tương đương với chất lượng chai vang nhập khẩu nguyên chai. Đó là giải thích lý do cái việc mà chọn một chai vang ở trong nước để thưởng thức tùy thuộc vào chất lượng cái cách làm rượu và cái thiết bị sử dụng để đóng chai cho cái chai vang đó. Và cách làm của nhà sản xuất đó có phù hợp với cái gu uống rượu của bạn hay không?